Hai bên em thanh lý cho anh em. Đây là máy trà tường cần dài, cần dài 1m7 các bạn. Thanh lý cho anh em chỉ có giá là 850.000 thôi anh em nhá. Cần này dài 1m7 anh em nhá. Đây là dài tối đa được 1m7 này. Cái bề mặt của nó, cái bề mặt xoa của nó sẽ là 230mm các bác nhá. Thông số của máy đây con máy này điện 220V này, 710W này. Vòng tua từ 1.000 vòng cho đến 2.100 vòng trên phút các bác nhá. Đấy, hàng một đối chung các bạn. Em thanh lý cho anh em chỉ có giá là 850.000, bên nhà em bao ship cho các bác. Và máy này lưu ý cho em là máy sẽ không có đèn mà không có hút được các bác nhá. Đấy. Anh em làm thợ thì chắc dùng máy này nhiều. Đây đi kèm thêm cho anh em một cái túi đựng này. Thêm cho bác máy tô vít này, các cái đồ hút không nối này. Và ít cái đồ mặt để anh em trà nhám tường các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu thì để lại số điện thoại cho em nhá. Cảm ơn anh em đã xem video ạ.